Nguồn tin của hãng tin nhà nước Nga Ria Novosti cho biết, lực lượng an ninh Nga đã phong tỏa tòa nhà trung tâm Wagner ở thành phố Saint Petersburg. Lực lượng an ninh Nga phong tỏa trụ sở tập đoàn Wagner ở Petersburg. Trùm Wagner nói đã tới thành phố miền Nam Nga, Moscow tăng cường an ninh. Yevgeny Porigozin từ biệt xanh đầu bếp đến chùm lính đánh thuê. Xin kính chào quý vị, đang đến với những thông tin cập nhật mới nhất về diễn biến nóng trên thế giới với kênh tin tức Việt. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Các video xuất hiện trên các tài khoản mạng xã hội Telegram của Wagner cho thấy, các nhân viên an ninh Nga xuất hiện tại trụ sở chính của tập đoàn quân sự tư nhân này ở Saint Petersburg và có một hàng rào xung quanh tòa nhà này. Diễn biến trên diễn ra sau khi thủ lĩnh tập đoàn Wagner, ông Jevgeny Prigozhin bị Nga điều tra hình sự. Theo RIA Novosti, Ủy ban chống khủng bố của Nga cho biết, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã mở một cuộc điều tra hình sự về lý do kêu gọi nổi dậy vũ trang. Ủy ban chống khủng bố tuyên bố, chúng tôi yêu cầu chấm dứt ngay lập tức mọi hoạt động bất hợp pháp. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc ông Prigozhin lan truyền thông tin sai sự thật qua một đoạn video trên mạng xã hội, trong đó tuyên bố quân đội Nga đã tấn công một căn cứ của các tay súng quần nở. Ông Prigozhin chia sẻ trong một tuyên bố bình luận về vụ tấn công mà ông đề cập. Một số lượng lớn các tay súng của chúng tôi đã thiệt mạng. Chúng tôi sẽ quyết định cách phản ứng của chúng tôi. Bước tiếp theo là của chúng tôi. Cũng theo CNN, một tuyên bố ngắn trên mạng xã hội Telegram của Wagner cho biết lực lượng này đã nắm quyền kiểm soát các cơ sở quân sự của Nga tại thành phố Voronezh. Lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner tuyên bố đã cùng các tay súng dưới quyền vượt biên giới Ukraine tới thành phố Rostov-on-Don, miền nam nước Nga. Ông Sergei Surovikin, phó tư lệnh các lực lượng Liên Hợp Nga trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, kêu gọi tập đoàn Wagner tuân thủ mệnh lệnh của Tổng thống Vladimir Putin và giải quyết tất cả các vấn đề một cách hòa bình. Thông cáo mới của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh các thành viên Wagner đã bị lừa, tham gia vào canh bạc tội phạm của Prigozhin. Theo nhà chức trách Nga, một số tay súng Wagner đã nhận ra sai lầm và yêu cầu chính quyền giúp đỡ họ để họ trở về khu vực triển khai lâu nay một cách an toàn. Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi các chỉ huy và tay súng Wagner không tham gia vào vụ việc do ông Prigozhin khởi xướng, đồng thời cam kết đảm bảo an toàn cho họ khi tuân thủ mệnh lệnh của cơ quan chấp pháp Nga. Nga đã tăng cường an ninh ở Rostov-on-Don, một số vùng lân cận và thủ đô Moscow, sau khi nhà chức trách quyết định khởi tố lãnh đạo tập đoàn Wagner. Các biện pháp an ninh đã được siết chặt ở Moscow. Tất cả các cơ sở trọng yếu, các cơ quan chính phủ, hạ tầng giao thông vận tải được tăng cường bảo vệ Ông Prigozhin nói, 2,5 vạn lính đánh thuê sẵn sàng chết. Chỉ huy lính đánh thuê Wagner, Dragani Prigozhin dường như gợi ý rằng ông đã gửi một đoàn xe vũ trang vượt qua quãng đường dài 1.200 km để tiến về Moscow trong một nỗ lực được cho là khó có thể thành công nhằm lật đổ giới lãnh đạo quân sự Nga. Trước đó, chính quyền Nga đã cáo buộc Prigozhin gian dựng một cuộc binh biến vũ trang sau khi ông cáo buộc giới lãnh đạo quân sự đã ra lệnh không kích và giết hại một số lượng lớn lính đánh thuê dưới quyền của ông bất chấp Bộ Quốc phòng Nga giải thích rằng họ không liên quan đến vụ không kích. Ông Trùm Nơ vẫn thề trả thù bằng cách lật đổ ban lãnh đạo quân sự của Nga. Cơ quan an ninh nội địa của Nga FSB cho biết họ đã mở một vụ án hình sự chống lại Prigozhin vì tội nổi loạn có vũ trang, một tội danh có thể bị phạt tù lên tới 20 năm. Trong khi đó, ông Prigozhin tuyên bố rằng lực lượng 25.000 người của ông ta sẵn sàng chết vì người dân Nga lính đánh thuê Wagner dưới quyền của ông Prigozhin được cho là đã từ Ukraine vượt biên qua biên giới Nga, tiến vào vùng Rostov phía nam nước Nga. Tất cả chúng tôi đã sẵn sàng chết. Tất cả 25.000 người, sau đó là 25.000 người khác. Chúng tôi sẽ chết vì người dân Nga. Ông Prigozhin quả quyết. Ông Prigozhin, người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner tại Nga, được cho là có mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Nga Putin từ những năm 1990 khi hai người còn ở Saint Petersburg. Trong một diễn biến gây sốc vào tối ngày 23 dạng sáng ngày 24 tháng 6, ông trùm lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin thông báo lực lượng Wagner của ông đã tiến vào Nga từ Ukraine và sẵn sàng làm mọi thứ để chống lại quân đội chính quy của Moscow. Vài giờ sau khi Điện Kremlin cáo buộc ông âm mưu tổ chức nổi dậy có vũ trang. Mọi chuyện bắt đầu khi ông Prigozhin tuyên bố mà không đưa ra bằng chứng rằng một số lượng lớn lính đánh thuê Wagner đã thiệt mạng trong một cuộc không kích do quân đội Nga thực hiện và tuyên bố sẽ trừng phạt giới chức quốc phòng ở Moscow. Trong khi đó, hãng tin TASS cho hay, cơ quan an ninh liên bang FSB của Nga đã mở cuộc điều tra hình sự đối với ông Prigozhin, đồng thời kêu gọi lính Wagner bất tuân mệnh lệnh của ông và bắt giữ ông. Loạt diễn biến đánh dấu bước leo thang mới và có thể dẫn đến nhiều hệ lụy. Trong mối quan hệ ngày càng trở nên căng thẳng giữa giới chóp bu Bộ Quốc phòng Nga và người đứng đầu Wagner, công ty quân sự tư nhân đã nổi lên mạnh mẽ cùng với cuộc xung đột ở Ukraine giữa lúc tình hình có thể diễn biến rất nhanh và tương lai ông Prigozhin bất định. Câu chuyện cuộc đời ông một lần nữa được đau lại. Ông Prigozhin sinh ra tại Leningrad, ngày nay là Saint Petersburg, giống Tổng thống Nga Vladimir Putin vào năm 1961, tức nhỏ hơn nhà lãnh đạo Nga 9 tuổi. Cha ông chết khi ông còn nhỏ, còn mẹ ông làm tại một bệnh viện. Chàng trai trẻ Prigozhin từng được đưa đến một học viện thể thao, nơi ông dành nhiều giờ trong ngày để tập luyện trượt tuyết Việt dã song ông Prigozhin đã không trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Sau khi rời trường, ông giao du với một nhóm côn đồ chuyên cướp giật tại Saint Petersburg. Vì chuyện này, ông đã bị kết án 13 năm tù vào năm 1981. Đến năm 1990, ông được trả tự do, giữa lúc Liên Xô đang ở trong những ngày cuối cùng. Ông Prigozhin trở lại Saint Petersburg, và khi các luật lệ cũ không còn nữa, cơ hội dành cho những người có đầu óc kinh doanh đã xuất hiện nhiều. Ông khởi nghiệp bằng việc bán bánh mì kẹp xúc xích và nhanh chóng vươn lên, mở ra các cửa hàng cao cấp, một phần là nhờ khả năng kết giao tạo dựng quan hệ. Chính trên con đường này, Prigozhin đã gặp ông Putin, người khi đó đang là phó thị trường của Saint Petersburg. Một trong những người mà ông Prigozhin có quan hệ là nghệ sĩ cello nổi tiếng Tislav Rostropovich. Khi ông Rostropovich tiếp đón nữ hoàng Tây Ban Nha tại nhà riêng ở Saint Petersburg vào năm 2001, ông Prigozhin đã cung cấp dịch vụ ăn uống. Ông Rochopovic sau đó đã mời ông Prigozhin và vợ đến dự buổi dạ tiệc tại London nhân dịp kỷ niệm lần thứ 75 của nghị sĩ vào năm 2002. Vào thời điểm đó, ông Putin đã trở thành Tổng thống Nga. Trong những năm đầu cầm quyền, ông Putin thường tích tiếp đón lãnh đạo nước ngoài ở quê nhà và đôi khi ông đưa họ đến New Island, đảo mới, một chiếc thuyền mà ông Prigozhin đã biến thành một nhà hàng nổi. Từng bước, ông Prigozhin được biết đến với biệt danh đầu bếp của ông Putin, xuất hiện sau lưng nhà lãnh đạo Nga trong nhiều bữa tiệc quan trọng, dù bản thân ông không phải là một đầu bếp. Cái tên này không chỉ thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa họ, mà còn phản ánh những lợi ích kinh doanh to lớn mà ông Prigozhin có được với một loạt hợp đồng phục vụ ăn uống cho quân đội, cho chính phủ Nga và các trường học. Xong phải đến sau khi Nga sát nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, ông Prigozhin mới đảm nhận vai trò khét tiếng nhất của mình, người sáng lập và lãnh đạo Wagner. Mặc dù ông mới chỉ thừa nhận việc này vào hồi tháng 9 năm 2022 và cho đến khi xung đột toàn diện giữa Nga và Ukraine bùng nổ vào hồi tháng 2 năm ngoái, Wagner mới trở thành cái tên chiếm lĩnh tin tức nhiều ngày trong chiến sự. Kể từ khi các lực lượng chính quy của Nga liên tiếp gặp trở ngại ở Ukraine, Wagner đã nổi lên như một lực lượng chiến đấu chủ chốt, với số lượng lên tới 50.000 người, bao gồm nhiều tù nhân, sự can dự đáng chú ý nhất của Wagner ở Ukraine cho đến nay là trong trận chiến kéo dài hàng tháng trời ở cối xay thịt ba mút ở vùng Donbass. Tuy nhiên, cùng lúc, mâu thuẫn giữa ông Prigozhin và giới chức quốc phòng ở Moscow ngày càng bị khoét sâu. Mở đầu bằng những tuyên bố rằng Wagner không được quân đội Nga cung cấp đầy đủ vũ khí để chiến đấu. Ông Porigozin đã trở nên gay gắt hơn theo thời gian, đến mức cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov lừa dối Tổng thống Putin về tổn thất của Moscow trên chiến trường. Những lời chỉ trích ngày càng mạnh mẽ của ông Porigozin đã khiến một số người tự hỏi đâu là giới hạn cho những tham vọng của ông. Một nguồn tin trong giới tình hòa chính trị Nga nói rằng, những người ở FSB rất tức giận với ông Porigozin và coi ông ta là mối đe dọa đối với trật tự hiến pháp. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã được báo cáo liên tục về tình hình mới nhất sau cáo buộc đối với ông Prigozhin và nhà lãnh đạo Nga đã có bài phát biểu về sự việc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin kế tiếp.